Phí Thanh Thảo đạt thành tích ấn tượng khi lần đầu tham dự SEA Games. Trước khi bước vào bộ môn bắn súng, cô đã đến với thể thao bằng môn lặn. Lần đầu tiên tham dự SEA Games, vận động viên bắn súng Phí Thanh Thảo đã giành được tấm huy chương bạc cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây cũng trở thành dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp khi cô mang về thành tích ở nội dung súng hơi nữ 10m khi vừa bước sang tuổi 18. SEA Games 31 là giải đấu quốc tế đầu tiên của nữ vận động viên bắn súng, nhưng cô đã thể hiện tinh thần nỗ lực cao. Chia sẻ sau thi đấu, Thanh Thảo cho biết đây chỉ là thành tích động viên, cổ vũ cô nỗ lực hơn trong tương lai, chưa khiến bản thân cô hài lòng. Ngoài gây ấn tượng bởi tài năng được thể hiện trong thi đấu, Thanh Thảo còn gây thương nhớ cho người hâm mộ bởi nét đẹp khả ái, dịu dàng và nụ cười dễ thương. Cô nàng được những người yêu mến mệnh danh hot girl tuyển bắn súng Việt Nam. Nhiều người bất ngờ khi trước khi tập luyện bắn súng, Thanh Thảo bắt đầu đến với thể thao bằng môn lặn. Cô chuyển sang bộ môn hiện tại được khoảng 4 năm, đang là vận động viên lớp năng khiếu của Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội. Cô cho hay huy chương vàng tại kỳ SEA Games là điều mọi vận động viên đều hướng tới, chưa thể đạt được nó song cô sẽ cố gắng hết mình. Khác với hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán và tập trung cao độ khi thi đấu bắn súng, trong những bức ảnh thường ngày, Thanh Thảo thể hiện tinh thần trẻ trung và năng động. Cô thích diện những trang phục đơn giản. Trên trang cá nhân, vận động viên 18 tuổi chia sẻ nhiều hình ảnh khi tập luyện, đi tập huấn cùng đội tuyển. Với tài năng và thành tích nổi bật ở tuổi 18, Thanh Thảo được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong tương lai. Có rất nhiều xạ thủ trẻ nhưng đã thành công trên đấu trường quốc tế. Tôi tự nhủ bản thân sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai, cô chia sẻ.